Mến chào quý vị các bạn, mến chào các bác anh em. Và rất vui khi được gặp lại các bác anh em trong chương trình giới thiệu những cái sản phẩm âm thanh của bên em mới về, cũng như là giao lưu các bác anh em. Các bác anh em chỉ cần gọi điện cho em thôi là có thể là giao lưu này, tư vấn về những cái thiết bị phối ghép cho các bác anh em. Và trong video này cũng vậy, thì bên em sẽ có cái biển tên nó là Quang Huy Audio, và số điện thoại bên em sẽ là 0948602386 các bác anh em nhé. Đấy, số điện thoại của bên em chỉ có một số duy nhất thôi các bác anh em nhé, chỉ có đúng một số điện thoại duy nhất các bác anh em. Đấy, và bên em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác anh em. Và bên em thì luôn luôn có cái chế độ gọi là sẽ bao ship bao cước cho các bác anh em đến tận tay các bác anh em khách hàng với cái mức giá bên em báo thôi. Và các bác anh em khi nhận hàng thì có thể là kiểm tra hàng trực tiếp khi có mặt của bưu tá các bác anh em nhé. Đây, trong clip ngày hôm nay thì có bằng này món để giao lưu các bác anh em. Đầu tiên thì đó là một con đầu tappe, đầu deck. Và nhiều anh em xưa có thể gọi là một con đầu câm. Đấy, nó sẽ chạy băng dòng này thì nó rất là dễ chơi, nó lành các bác em nhé, nó rất là lành. Đấy, ví dụ mà chạy thì nó đứt dây cu loa thì thay dây cu loa, và thay dây cu loa bây giờ thì trên thị trường bán rất là nhiều các bác em nhé. Đấy, máy chạy vẫn là bình thường hoạt động này. Đấy, hoạt động rất là bình thường này. Đấy, đấy, tua này. Đấy, đồng hồ đếm. Đấy, tua ngược tua xuôi đều rất là ok. Vâng, con này thì nó có size 42, dòng size này thì nó là phổ thông của Pioneer rồi. Đấy, con này thì nếu như các bác anh em ghép trên những con 7900 như con bên trên này, đấy thì nó cùng một combo của một bộ đèn tia cũng rất là đẹp. Con này thì cho các anh em có thể là làm dề hoặc là làm bao thì cũng rất là tuyệt vời. Xin lỗi các bác anh em, là nói quên lại nói cái như kiểu giới thiệu âm ly. Vâng, con này có thể làm dề các bác anh em nhé, làm dề khi các anh em ấn reset các em nhé. Nhấn reset này thì nó sẽ làm dề. Và khi mà các bác anh em làm dề thì có thể chỉnh volume ở đây này, to nhỏ ở đây các em nhé, to nhỏ ở đây. Tiếng nó sẽ qua cái bộ xử lý âm thanh của con đầu deck này, thì cái tiếng của nó nếu anh em mà nghe nhạc vàng ấy, nhạc trước 1975 thì tiếng nó cực kỳ hay luôn, bởi vì nó sẽ tạo lên một cái độ, cái giải âm sắc nó sẽ chậm lại một chút để nghe những cái bản nhạc đó chế lên thanh tuyền thì nó sẽ hay các bác anh em nhé. Đấy, sẽ tạo lên một cái bản nhạc rất là hay. Vâng, con Pioneer CT415 này thì bên em giao lưu các bạn anh em với mức giá là 1.800.000 đồng các bạn anh em nhé. Đấy, mặt mũi thì cực kỳ đẹp luôn, sáng quắc quẳng quạc luôn các bạn anh em nhé, sáng quắc quẳng quạc. Đấy, đèn tia đẹp. Đấy, vỏ viết của nó thì cũng còn rất là đồng đều nhé. Đấy, đây là bụi màu đen thì nó hay dính bụi lông các bạn anh em nhé. Và bên trên clip ngày hôm nay thì rất là nhiều anh em hỏi bên em là có Pioneer 7900 không, để tuổi trước lên được mấy con. Đấy, nay thì cũng được mới về thêm được một con 7900. Vâng, nó đẹp lắm các bạn anh em nhé, nó cực kỳ đẹp luôn. Thị trường con này mà đẹp như này thì nó phải dao động tầm 4 triệu cơ các bạn em nhé. Đấy, thị trường con này mà đẹp như này thì dao động tầm 4 triệu mà bên em thì luôn luôn phục vụ của các bác anh em với mức giá gọi là tốt nhất có thể, để làm sao mà các bác anh em có thể là chơi mà không phải đắn đo suy nghĩ các bác anh em nhé. Để làm sao mà chơi không phải đắn đo suy nghĩ đấy các bác anh em này, nhìn này, đấy, nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì chạy sò như những con 7800 mắc đôi các bác nhé, chạy sò như 7800 mắc đôi. Cũng con này cũng 130W các bác nhé, 130W, và đánh một đánh cầu loa A, hai là đánh cầu loa B. Bát chép đấy, volume chỉnh bát chép cũng còn rất là sáng, đồng đều. Đấy, máy móc thì em bao zin nguyên bản, sò zin nguyên bản và tụ nguồn các bác anh em nhé. Đấy, bên em thì luôn luôn bảo hành về các bác anh em về phần máy, bảo hành trong 3 tháng. Các bác anh em gặp bất kỳ một cái lỗi gì gửi lại bên em, các bên em sẽ xử lý và các bác anh em sẽ không mất 1.000 tiền phí nào các bác anh em nhé. Đấy, máy móc cực mặt mũi cực kỳ đẹp luôn các bác em nhé. Đấy, đèn tia thì rất là ok luôn. Đèn tia cũng rất là đẹp luôn các anh em nhé, đèn tia thì lên đủ đẹp. Và con Pioneer SA7900 các anh em, Pioneer SA7900 với mức độ đẹp như thế này, bên em giao lưu các bác anh em với mức giá là 3.300.000 đồng. Em dám khẳng định các bác anh em là giá này là cực kỳ tốt, tốt nhất có thể luôn rồi các anh em nhé. Bên em tốt nhất có thể rồi, có khi được một con âm ly bên em chỉ lãi khoảng 100.000, 200.000 thôi các bác anh em nhé. Nhưng mà thực tế là bên em bán số lượng để giao lưu các bác anh em. Và bên em vẫn bảo hành cho các bác anh em, chứ không phải là bán số lượng mà bán như kiểu là bán cho thợ mà không bảo hành đâu các em nhá. Bên em phục vụ các bác anh em thợ cũng như là dân. Đấy.
Bởi vì các ba anh em đôi khi dân đi mua loạn choạng là gặp mấy con hàng bờ mua giá rẻ là về ba bữa là mạch cũng biết con lỗ tùm lum các anh em nhé. Đấy chỉ có 3 triệu 3 thôi các anh em nhé, 3 triệu 3 cho con Piono SA 7009 cực kỳ đẹp như thế này. Và bên trên hôm nay thì đây, bên hôm nay thì có 3 con i7 cơ và mỗi con sẽ có một mức giá khác nhau các anh em nhé. Con Piono AI7 đấy, con này thì đẹp xuất sắc các anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn. Để em quay từng chi tiết, từng cận cảnh các anh em này, con này thì đẹp xuất sắc luôn các anh nhé, đẹp mỹ mãn. Đấy, đèn tia lên đầy đủ hết con nhá. Đấy, đèn tia lên rất là đầy đủ và đẹp. Con này thì máy chạy là bốn con sò 2 vít các bạn nhá. Bốn con sò xanh đen 2 vít. Con này thì công suất là 160W các bạn nhá. Con này thì 160W, con này thì trong 3 con thì con này là đẹp nhất rồi nhá. Con này là đẹp nhất, đẹp xuất sắc luôn. Và con Pioneer i7 bên dưới này các bạn nhá, giao lưu các bạn anh em với mức giá là 2,6 triệu các bạn nhá. 2,6 triệu giá thông thường thị trường nó phải 3 triệu, hơn 3 triệu các bạn nhá. 3 triệu mấy. Đấy, chỉ giao lưu các bạn anh em với mức giá là 2,6 triệu thôi. Các bạn anh em vẫn được bao ship toàn quốc các bạn em nhá. Ở bên trên một con cũng bị i7 và máy móc thì cũng như nhau hết. Bên em bao zin nguyên bản, sò zin nguyên bản hết các bạn em nhá. Thì nó bị có bị xước mất một tí ở đây này. Đấy, nhăm mất một tí cạnh, bớt cho các anh em 300.000 luôn. Con này để cho các anh em chỉ có 2,3 triệu thôi các anh em nhé. Để cho các anh em mức giá chỉ có 2,3 triệu thôi. Con Pioneer AI7 bị nhăm mất một tí cạnh ở đây. Và bên trên con Pioneer AI7 này thì trong clip trước cũng đã lên rồi. Đấy, nó bị dán cái tem ở đây, chắc chắn là đây có vết xước các bạn nhé. Bởi vì bên Nhật nó hay dán, dân hay dán kiểu này lắm. Thì nói chung là để như này thì nó đã đẹp, thì nếu mà để như này thì nó rất là đẹp các bạn nhá, đẹp mỹ miều luôn. Đấy các bạn nghe, đẹp mỹ miều luôn, đèn tia lên đầy đủ, góc cạnh thì con này nó quá đẹp xuất sắc luôn. Đấy, góc cạnh còn cực kỳ đẹp luôn, đẹp hơn cả con 2,3 bên dưới các bạn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó chỉ bị đây chắc chắn nó có vết rước ở đây các bạn nhá, bởi vì bên Nhật nó dán thì chắc chắn luôn, bởi vì mấy con trước em bóc ra và cũng đã bán rẻ cho các anh em rồi. Để như này thì nó cực kỳ đẹp các anh em nhé. Để như này thì các nó cực kỳ đẹp, nó như những con 3 triệu thôi. Nhưng mà em bán cho các ba anh em với mức giá là chỉ có 2,3 triệu các em nhé. 2,3 triệu cho con mà nó dán cái này các em nhé. Và bên trên các bạn nhé, bên trên này thì có Pioneer này FI7. Đấy, các ba anh em mà muốn ghép đồng bộ các em nhé, muốn ghép đồng bộ đấy. Ví dụ như này, đây đồng bộ là hai thân này, thì các ba anh em giá thông thường là 2,3 triệu. Thì các bạn anh em cộng cho em con này là 200 các bạn nhá, cộng cho em con này là 200. Hoặc các bạn anh em có thể là mua rời con này. Con này thì nó bắt được sóng đài, đài AM thôi nhá. Đài AM để em chuyển. Đấy. Đấy, tiếng nó con này thì bắt dâu các bạn nhá, tiếng nó xì. Và cũng bắt được đây, AM cũng bắt được các bạn nhá. Đấy, dâu này các bạn nhá. Đấy. Có tiếng các bạn nhé, dòng này thì nó không kéo được sóng bởi vì em chỉ biết kéo sóng mấy cái dòng cơ thôi. Đấy, nếu mà các anh em mà mua rồi các bạn nhé, nếu như các anh em mua rồi con tuner này thì bên em giao lưu các anh em với mức giá là 300 bao ship các bạn nhé, 300.000 bao ship. Còn các anh em mà mua khi mà mua combo như này, đấy 2,5 triệu như này hoặc là 3,8 triệu, các anh em 2,8 triệu như này, đấy thì đều được bao ship rồi các bạn nhé. Đấy, nếu như mua lẻ thì sẽ là 300, còn nếu mà mua combo của nó này thì sẽ chỉ cộng thêm 200.000 nữa thôi các bạn em nhé. Vâng, mọi chi tiết, mọi vấn đề thắc mắc các bạn em cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở trên tấm biển. Và các bạn em muốn xem hình ảnh Zalo đấy các bạn em nhé, bên em nói sao là bảo vậy, sò zin, nguồn zin, tụ zin đấy. Các bạn em muốn xem con nào các bạn em cứ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại ở trên tấm biển các bạn em nhé. Vâng, cũng như cuối video này cũng vậy các bạn em. Các bạn anh em cho em xin một nút like và một cái hành động rất là nhỏ của các bạn anh em thôi. Các bạn anh em nhìn cái nút like ở bên phải, các bạn anh em nhấn vào bên trái, các bạn anh em nhấn vào đó, ủng hộ em, ủng hộ tinh thần của bên em. Bởi vì hành động nhỏ của các bạn anh em nhưng đối với em thì tinh thần rất là lớn các bạn nhé. Tinh thần đối với em chỉ cần nhìn các bạn anh em like một cái thôi là cũng rất là lớn rồi, rất là vui lòng. Đôi khi các bạn anh em không cần mua hàng của bên em, các bạn anh em chỉ cần xem video là cũng đã là ủng hộ em rồi các bạn anh em nhé. Cảm ơn các bạn anh em, xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.